Gắn với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay, chủ đề của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam cũng được lựa chọn là phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển. Các chủ đề đều được lựa chọn trong bối cảnh hệ sinh thái biển đang bị suy thoái trước các hoạt động khai thác, sinh hoạt, sản xuất của con người. Lễ meeting kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến vào tối thứ Bảy tuần này tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thưa quý vị và bà con, kẻ sát thủ thầm lặng trong lòng đại dương. Nhiều người đã so sánh như vậy khi nói về những tấm lưới bị trôi trên biển mà không được thu gom. Và đây cũng là ngọn nguồn gây ra hàng loạt mối đe dọa đối với sinh vật biển, thậm chí tác hại còn ghê gớm hơn rác thải nhựa. Các nhà khoa học gọi những tấm lưới như vậy là lưới ma. Điều đáng lo ngại đối với nhiều quốc gia biển, trong đó có Việt Nam, là cho đến lúc này, ngư dân vẫn chưa có thói quen gom rác thải nhựa trên biển, trong đó có lưới ma. Vùng rạn san hô ở khu bảo tồn biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang, những người làng biển này thường xuyên bắt gặp những tấm lưới từ đâu đó trôi dạt vào đây. Chúng chẳng khác gì cái hố tử thần đối với các loài sinh vật biển. Gọi là hố tử thần bởi những tấm lưới này như những cái bẫy giăng ra để rồi không ít sinh vật biển mắc vào. Người ta gọi đây là lưới ma. Trong quá trình khai thác của ngư dân, không ít tấm lưới bị rách, bị mắc vào đá. Lưới làm bằng ni lông, tồn tại lâu dài trong đại dương, trôi dạt từ vùng biển này đến vùng biển khác và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sinh vật biển. Có khoảng 5.400 cá thể mà được ghi nhận là ảnh hưởng bởi lưới ma, ảnh hưởng về mặt cấu trúc cơ thể. Ví dụ như một số các loài rùa khi vướng vào các mắt lưới thì trong quá trình phát triển thì biến dạng các cái mai rùa, thì cái ảnh hưởng của cái lưới ma đến với sinh vật biển nhiều hơn, rõ ràng hơn và dễ thấy hơn so với tác động của vi nhựa. Các tổ chức môi trường đã đưa ra con số ám ảnh, mỗi năm có đến 600.000 tấn ngư cụ bị bỏ lại đại dương, trở thành lưới ma đe dọa sự sống của nhiều loài sinh vật biển. Về phía ngư dân, một khi lưới bị đứt, bị trôi dạt thì hiếm ai tìm cách thu gom. Cũng vì vậy, lưới ma trong lòng biển tiếp tục là mối nguy khó giảm. Bắt đầu nó mang bức hoài, mất là nhiều chứ lượm được lại ít lắm. Chiến dịch làm sạch biển của một số tổ chức môi trường trong thời gian qua đã tiến hành vớt lưới ma, song thực tế đây là việc không mấy dễ dàng. Như ở Vịnh Nha Trang, những người lặn biển trong quá trình gom rác nhựa dưới đáy biển đã tìm cách kéo các tấm lưới ma ra khỏi lòng biển. Để làm được cần nhiều người và cần nhiều thời gian. Tác đánh bắt thủy sản thì hạn chế tối đa là chúng ta vứt những cái lưới cũ chẳng hạn, chúng ta vứt hẳn xuống biển và chúng ta không tái sử dụng hoặc chúng ta không mang về bờ, chúng ta hạn chế tối đa những cái việc như vậy. Biển Việt Nam đứng thứ 16 trong số các quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới với gần 12.000 loài sinh vật biển. Các chuyên gia môi trường cho rằng thu gom lưới ma là chuyện không dễ, nên điều mấu chốt vẫn là làm sao ngư dân kiểm soát chặt chẽ ngư cụ khi đánh bắt trên biển. Như vậy mới giảm được lưới ma,